Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần loa ngoài. Loa nghe nhạc trên điện thoại Xiaomi Redmi 4A nó có mặt tại di động cao cấp chấm ven. Đó. Được thiết kế gắn chết trên cụm loa ngoài phía sau của máy. Đây là loa ngoài. Được gắn với bảng main rất là đơn giản bằng một cái lẫy như này. Các bạn để ý đây phần đuôi sạc của máy. Đó, gắn vào đây. Đó. Cố định bằng 5 con ốc. Khi quý vị các bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần loa ngoài trên điện thoại Xiaomi Redmi 4A, nghe nhỏ, nghe dè, nghe chập chờn lúc không là do cái phần loa này đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Thiết kế loa của Xiaomi Redmi 4A tương đối là bất cập, tức là cái loa nó đặt cái nắp lưng nó ở đây. Cái loa thì chỗ này. Đó, các bạn để ý nhé. Khi chúng ta vô tình làm rơi nước vào qua khe này thì nó rơi trực tiếp vào cái màng loa này. Đó, làm cho loa nghe nhỏ, nghe dè, nghe chập chờn lúc không hoặc là mất hẳn là do cái phần loa này đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Thì cũng giống như tất cả các linh kiện khác trên điện thoại Xiaomi Redmi 4A, loa ngoài của điện thoại Xiaomi Redmi 4A luôn có sẵn tại các địa chỉ của di động cao cấp.vn, phụ quá trình sửa chữa, thay mới cho quý vị các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về loa ngoài của điện thoại Xiaomi Redmi 4A, dịch vụ thay mới loa ngoài của Xiaomi Redmi 4A, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm xin vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.